Ti Oanh trừ Teddy sẽ mở và Teddy sẽ đứng phía sau dựng sân khấu để hỗ trợ sát thương từ tầm xa cùng với đội hình của mình. Ván đấu đầu tiên giữa Raynex và Ti Oanh sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Raynex là đội vẫn chưa có được một thắng lợi nào ở tại LCK mùa hè 2021 này, trong khi đó Ti Oanh đang gặp khó khăn khi vừa rồi họ thất bại trước các đối thủ trên lý thuyết là những đội được đánh giá thấp hơn. Ở cánh trên chẳng hạn thì cũng sẽ là một cơ sở cho bên phía Ti Oanh làm điều đó, nhưng Curse có mặt ở khu vực đường giữa, Sonka vẫn bị hoảng sợ, ta bật thần cá sấu phá băng trụ đến từ Ti Oanh và họ sẽ có được chiến công đầu hay không? Câu trả lời vẫn là có, những cái giá phải trả là hai phép phụ trợ. Với một điểm chiến công đầu thì anh ta vẫn sẽ có được khả năng để được khu đường giữa, nhưng Phiêu xích ra được giữa ganh. Phóng lao trúng và Faker vừa có được một lợi thế thì anh ta bị khai thác. Rồi sau đó thì Sonka cộng với Phiêu xích có mạng ở đường trên. Lao đã phóng trúng và Kana nằm xuống. Lại là một lần nữa Pharagang rất là dễ dàng dành cho Nidalee. Kira mới chỉ cấp 5 mà thôi. Teddy, lần này Teddy đang di chuyển, nhưng mà với một lượng năng lượng rất thấp, có lẽ là chỉ vừa đủ để anh ta bật sân khấu tử thần từ xa mà thôi. Ngay lập tức Raynax khi thấy rằng Teddy đã di chuyển, họ đang lui nhẹ về, có dấu hiệu rằng họ muốn nhường con sứ giả này. Nhưng pha di chuyển đánh luôn của Tengen lại là một câu chuyện khác. Mekka đang từ từ di chuyển vào, Sonka đang giữ vị trí ở phía cánh dưới, Teddy đang di chuyển chung với đồng đội của mình. Sứ giả thấp máu, đó là sứ giả dành cho Ti Oanh. Sau đó họ mở lên phía cánh trên, nhắm vào Kingen. Anh ta bật W cố gắng cầu giờ, nhưng không còn đường về, bị ôm về và sẽ là điểm hạ gục dành cho Curse. Tôi nghĩ rằng nó chỉ là một tình huống cố gắng câu thời gian đến từ phía Raynex mà thôi. Faker dịch chuyển xuống đường dưới. Anh ta muốn chẳng solo 1v1 với Bao. Bao anh ta rất thấp năng lượng và anh ta chỉ còn tốc biến và thanh tẩy để chạy mà thôi. Nhưng chạy đi đâu bây giờ, anh ta đã dùng thanh tẩy nhưng chạy về phía đồng đội không được. Vẫn là điểm hạ gục và ngay lập tức Ti Oanh vươn lên dẫn trước 3-2. Đó là đợt lính mất đi không hề nhỏ đến từ bên phía của Ti Oanh tại khu đường dưới, nhưng mà gỡ lại được một màn hạ gục thì hoàn là quá lỗ nữa. Teddy sẽ được đón được lính khu đường giữa, còn đường trên thì với sứ giả Ti Oanh thậm chí đang muốn ăn trụ một toàn bản đồ. Đây sẽ là cái trụ một toàn bản đồ cho bên phía Ti Oanh sau sai lầm đến từ Kingen, và anh ta nằm xuống với bối cảnh là vừa mất dịch chuyển, không thể phòng thủ trụ một đường trên nữa. Lượng tiền rất lớn rơi vào tay của Curse cũng như là Kana. Bây giờ thì bên phía của Ti Oanh đang về để giải phóng tiền sau khi họ có được trụ một khu đường trên với một cái đai tên lửa cộng với giày pháp sư cho Curse. Tốc độ di chuyển của anh ta sẽ là không kịp để có thể đón lính đường dưới hộ Faker, cũng như là cũng không kịp để có thể tranh chấp rồng với bên phía của Raynex. Trước đó ở tại khu vực sứ giả thì Ti Oanh quyết định chấp nhận hy sinh lợi thế Teddy tại khu vực đường dưới để có thể thực hiện một pha giao tranh hơn người. Phiêu xích lên khu vực đường trên, chúng ta xem lại một cái quyết định mà bên phía của Ti Oanh có 5 người, họ rất là tự tin trong việc mở giao tranh mà thôi, không có vấn đề gì đối với họ cả. Xem góc nhìn của Faker, góc nhìn mà cứ vài giây bấm tắp một lần, may quá giao tranh là không bấm tắp. Anh ta lao vào tấn công một con quen không tốc biến, mặc dù có xương la bất bại nhưng cái khoảng thời gian tàn hình đỏ của quen nó cũng không thực sự đủ để giúp cho nó có thể sống. Pha này thì rõ ràng bên phía của đây họ đánh hơi xa chút xíu, còn ở đường dưới này là pha băng trụ ba người của Ti Oanh và họ có được cái họ muốn, đó là điểm hạ gục, điểm hạ gục thứ tư cho Ti Oanh ở trong phản đấu. Tôi nghĩ rằng bên phía của Raynex cũng đã ý thức được điều đó khi VK di chuyển xuống, nhưng nó là một tiếng di chuyển không kỳ. Còn Teddy, Teddy bị bắt giữa đường và ta đã dính lao, anh ta tốc biến được qua từ Biêu Sĩ cũng tốc biến theo và Teddy rất khó có thể thoát được, chỉ cần những phát đánh thường mà thôi. Biêu Sĩ đang ở dạng báo và dứt điểm được xạ thủ của đối phương, sau đó nhẹ nhàng rút lui khi mà Kera đang tới. Hiện tại Ti Oanh chưa có nhiều tầm nhìn lắm quanh khu vực này, họ chỉ có một con mắt cắm tại bụi cỏ đường dưới mà thôi. Còn lại dọc đường từ đường giữa ra đường sông thì họ đang gặp một chút những cái vấn đề về mặt tầm nhìn. Và việc di chuyển ra để cho Varus Prom có thể bắt lại, nó sẽ là một tình huống cực kỳ nguy hiểm cho bên phía của Ti Oanh. Faker vừa rồi mất trụ một đường dưới do một tình huống di chuyển lên cánh trên để kiểm soát sứ giả, và đây sẽ là quyết định đưa ra đến từ phía Ti Oanh. Họ bỏ con rồng nguyên tố thứ hai để hướng đến một thế trận an toàn ở dọn giữa trận. Ti Oanh đang dàn đội hình của mình ra ở dọc khu vực sông và chưa có một tình huống tập hợp nào nó quá là đáng chú ý cả. Curse phát hiện ra Kingen và anh ta muốn win 1v1. Kingen mất rất nhiều máu rồi, đang phải chạy với đồng đội của mình, lời máu trước pha giao tranh dành cho Ti Oanh. Pha mở của Kana, Faker cũng đang lao vào tuyến sau áp lực vào Bao, và Bao không chơi game được trong pha này. Teddy đang được free shot, điểm hạ gục thứ hai đang chờ đợi bên phía Ti Oanh, họ làm được điều đó trong khu vực hang rồng, không còn bên phía Raynex nữa và họ chạy không được với những phát bắn từ sân khấu tử thần của Teddy. Đó là điểm hạ gục thứ ba, thứ tư dành cho bên phía của Ti Oanh. Một pha xử lý kỹ năng cực kỳ tốt đến từ Teddy. Thực ra không ai yêu cầu con Jin nó phải có những tình huống như vừa rồi cả, nhưng Teddy đã làm quá xuất sắc. Cái nhiệm vụ của một con Jin đó là vét những cái mạng hạ gục sau khi tiến trước bên phía Ti Oanh đã băng vào và làm mềm rất nhiều mục tiêu của đối phương. Và anh ta có được thậm chí đó là cú triple kill sau một tình huống dựng sân khấu tử thần. Mặc dù Rumble cũng là một trong số những mẫu đi rừng có khả năng mở giao tranh rất là tốt nữa. Hoang tử được rồi đến từ Faker. Đèn đã tắt.
Và sau đó là bên phía T1 tràn vào, Solka cố gắng gây áp lực để cho Teddy không dựng sân khấu được. Nhưng chưa cần tới sân khấu tử thần thì Bao đã nằm xuống, nhưng bên phía T1 cũng phải trả giá khi Faker cũng gục ngã ở phía sau hậu phương của đối phương. Và Kana cũng tương tự như vậy, mỗi bên cũng có được 2 điểm hạ gục, không có một bên nào có được lợi thế rõ ràng. Teddy đang rất tự tin tiến lên đe dọa Kingen. Còn phía bên này là pha lao lên của Bixxix, anh ta đang nhắm vào Keria, né khỏi thiên định kiểm. Hai bên giật ngược về. Con rồng này thì họ có cơ sở để bỏ và họ phải bỏ, tại vì người di chuyển từ nhà ra lại là Bao. Bên phía T1 thì họ có hai cái dịch chuyển, cho nên là tốc độ tiếp cận con rồng của T1 chắc chắn là vượt trội hơn so với Renax. Muốn đánh thì Renax cũng đánh không được. Và T1 đang làm điều đó, họ biết điều đó. Họ biết rằng đây là thời điểm duy nhất để họ có thể khai thác cái tốc biến này của con Varus mà chưa có rồng. Họ đã bắt đầu tiến vào khu vực hang Baron, lượng sát thương họ gây được vào Baron cũng khá là tốt. Vấn đề bây giờ là họ có mở được vào Bao hay không. Bao đang đứng rất xa phía sau. Faker đã tắt đèn nhưng không tìm thấy Bao. Đây là tắt đèn đang Baron. Lời. Với một cú hoang tưởng đổi được một con Baron với 5 búp, nó là quá lời cho phía T1, và chưa kể với áp lực đến từ con Baron này. Radek còn cái dịch chuyển đến từ Kingen, nhưng anh ta bắt buộc phải có mặt cùng với những đồng đội và sân khấu mở lên. Sân khấu tử thần được mở để gây áp lực, nhưng mà chưa có ai đứng trong khu vực hang rồng để giữ rồng cả. Một pha xử lý cũng khá thú vị đến từ T1 khi hình như họ chưa muốn gọi Faker về vội. Con rồng đang nằm trong tầm kiểm soát của bên phía Renek. Ghost đang lựa thế để vào, pha lao vào đến T1 rồi. Ghost đã cướp được rồng rồi, đây là rồng lửa thứ ba. Một lượng sát thương khủng khiếp được tăng vào trên phía của T1. Và Faker có mặt sau, anh ta đang chịu khá nhiều sát thương tuyến trong. Đang rút lui nhẹ ra, Teddy đã bắn xong tuyến sau của đối phương và bắt đầu tiến tới. Kingen là người cuối cùng, áp chót của bên phía của Redax đang chạy và ta cũng bị giữ chân lại. Chỉ còn mình Becca mà thôi. Đây có lẽ là tình huống sẽ đem lại thắng lợi cho bên phía của T1 ở trong ván đấu đầu tiên. Còn dịch chuyển đến từ Kana và anh ta chấp nhận bấm B về trước, sau đó dịch chuyển lại sau. Lính đường giữa đang bắt đầu tràn vào và trụ cũng không còn nhiều máu nữa. Pháo tranh thắng lợi hoàn toàn đến từ phía T1 khi họ đổi 1 lấy 4, và thậm chí họ đổi cái người nhất là Keria. Rồi đối phương cũng còn một người tệ nhất để phòng thủ, đó là Becca. Thì đây sẽ là pha đầy để có thể hai đường lý siêu cấp hoặc thậm chí là endgame. Sát thương Teddy lúc này nó quá lỗi rồi. Anh ta sẽ bắn vài đòn và cái trụ này sẽ không thể nào chịu nổi được sát thương đó cả, thậm chí là Becca cũng vậy. Nó sẽ là chiến thắng trong ván đấu đầu tiên thuộc về T1. Một ván đấu mà khi gặp Reganex, đội đang đứng chót bảng xếp hạng, thì T1 đã không phạm một cái sai lầm đáng kể nào cả và có được ván đấu đầu tiên có thể đánh giá là tương đối dễ dàng với đội hình của mình.